Ngày 22 tháng 6, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa tiếp nhận tin trình báo của anh HTH, 21 tuổi, ngụ thành phố Sóc Trăng về việc bị lừa sang Campuchia làm việc, bị cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc 80 triệu đồng. Theo thông tin anh H trình báo, khoảng đầu tháng 5 năm 2022, anh được người bạn tên T, ngụ cùng địa phương, rủ đi Tây Ninh làm việc cho một công ty do T tìm hiểu trên mạng xã hội. Sau đó, cả hai đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh thì có xe của những người tự xưng từ công ty ở Tây Ninh đến đón. Khi đến Tây Ninh, anh H và T được đưa đến một địa điểm không rõ địa chỉ. Tại đây, cả hai được dạy cách thao tác sử dụng máy tính với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online. Sau khi ở Tây Ninh được 2 ngày, các đối tượng thông báo đã hoàn thành khóa đào tạo và đưa H và T đi làm việc. Cả hai được đưa lên xe lúc nửa đêm, khi tỉnh giấc mới biết bị lừa sang Campuchia. Tại Campuchia, H và T bị đưa đi ở hai khu vực khác nhau, tại một tòa nhà cao tầng và không được ra ngoài tiếp xúc với ai. Đồng thời, anh H tiếp tục được huấn luyện các thao tác sử dụng máy tính thêm vài ngày nữa. Sau đó, anh H bị các đối tượng lạ mặt ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng. Theo lời trình bày của anh H, nếu không chịu làm việc hoặc làm không đạt chỉ tiêu do các đối tượng đưa ra sẽ bị phạt các hình thức khác nhau, có khi bị trích điện đến ngất xỉu. Do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp và sợ bị hành hạ, anh H tìm mọi cách liên lạc với người thân tại Sóc Trăng. Sau đó người nhà của anh phải chuyển cho các đối tượng số tiền trên 80 triệu đồng mới được chuộc cho về nhà. Khi về tới địa phương an toàn, ngày 17 tháng 6, anh H đến công an tỉnh Sóc Trăng để trình báo vụ việc và mong công an hỗ trợ giải thoát cho nạn nhân T. Qua sự việc anh H và T bị lừa sang Campuchia làm việc, công an tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đi lao động cần phải liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.